Hello anh em nha. Mình thả anh em trước rồi mình nói chuyện sau. Dây cũ từ bữa nay. Còn nghe cái gì cũng vậy rồi. Ôi, được rồi. Nghe được cái điện ở đâu chứ? Em đậu trên bộ hàng nó bị chút cái điện em ơi. Hôm nay mình làm một cái xăng. Nay cuối tuần rồi mình đi làm cái đi xăng cái lâu quá rồi. Bao lâu? Nửa tháng rồi. Nửa tháng rồi. Anh mới đi lâu quá rồi. Vợ vậy. Chứ là tên gọi anh đâu đi đúng không? Đâu có đi đâu. Rồi, rồi từ này. Bao lâu? Nửa tháng mẹ rồi. Hôm nay anh em mình ráng làm cái siêu phẩm kiếm chục con tóc về cho anh em xem đi. Giờ đi xuống quán toàn nước nè, toàn cái này đi. Bình Dương. Một về nhám, một về bóng. Anh em mình tới quán An Toàn rồi nè. Giờ mình ngồi mình chờ xíu cho nó Toàn nó kéo cái quần lên rồi cái em mình đi. Đi sẵn. Lâu quá rồi không đi. Lâu quá không đi sẵn. Giờ quên cái cách cầm ná rồi anh em ơi. Quên luôn rồi anh em. Quên luôn cái cách cầm ná mới giờ cầm. Giờ mới cầm ná biết cắm chỗ nào nữa nè. Nem đây Toàn tiền tỷ nè. Ôi kéo cái quần xong rồi con áo chưa. Chưa xong. Cái áo rồi chưa mặc xong. Nay anh em mình đi xí sóc nha anh em ơi. Nay mang biết chở nổi không. Này đi dí sóc rồi đây lâu quá không có đi dí sóc. Đi dí tập thể dục cho nó khỏe cái tay khỏe chân chứ ở nhà riết mập thay anh em ơi. Hành trình của ba anh em mình ngày hôm nay anh em hữu ơi đi chung với Toàn. Anh em mình hôm nay là đi dí sóc. Nói chung là nói về dí sóc chứ gặp con nào quất con đó anh em ơi. Trời mưa hôm qua mưa to quá. Hôm nay đi có thể là kiếm thêm em điệp điệp nữa anh em. Mày đâu thấy Toàn lấy cái móc của Toàn ơi, cái móc của Toàn ơi. Cái móc đây em ơi. Với hả em sóc. Không. Nó Không vô được đâu. Đâu có vô được. Nè kìa. Nó dưới cái cốc tiêu kìa. Đứng đây. Nó bước đây được rồi. Coi nó có cài điện không. Không. Điện đâu ra cài đi. Nó vừa đeo đây, anh phải bắn dội chứ không à. Đúng rồi. Chứ không để nó phóng vô trong nhà nữa. Ừ. Đi. Anh em ơi, con này con được to. Được rồi. Ngày tin. Em mới làm một viên. Đây rồi. Em đầu tiên. To chứ. To chứ. Ấy. Quá quê. Anh em ơi. Mình mới hạ em đầu tiên nha, mới khởi động. Đầu tiên chỉ bắn một viên thôi nha anh em. Cái nắp. Cái giò đi vô nắp. Ừ, hãy bắn quay cái thằng một giò. Đây anh em ơi. Nó. Được chưa? Đó, em đầu tiên. Okay, em đầu tiên. Vậy là tuyệt vời rồi. Nay trời có mẻ là cái xíu nữa nắng to. Nói chung là vẫn bắn còn thấy đường bắn đá. Nhưng là cứ bóp mồi riết rồi quên cách bắn ná à. Không còn con nữa. Ừ nó đây nó hai con mà. Rồi tiếp tục let's go nha.
nó ta đây. Đây anh em, một em cu, em cu đầu tiên của mình anh em. Hồi nãy mà sáng mình hạ được em sóc rồi, giờ làm được em cu nữa. Đây bên kia còn con kêu kêu nữa, để mình quay lại. Ủa nghe nè em, à phát hiện em cu rớt, hay quá, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Pha rơi đó là tuyệt vời đúng không á. Rồi bay luôn rồi. Thôi. Ngay cái đầu. Đó. Đây là ngày có thưởng nha. Thưởng của bộ hôm nay làm ăn được cái chứ. Nó giỡn, ngay cái đầu. Nãy bắn cua 30 mét. Ghê. Đi. Này ghê thiệt chứ. Bây giờ tạp 4 con rớt được con nào? Ờ đen câu cá thì độ độ bắn chim. Rồi, bỏ con cá đi. Một chiếc. Bài hết rồi. Bài hết rồi. 4 con. 3 con. Rồi em đi luôn rồi. Rồi em đi luôn rồi. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Gáy me riết nãy giờ. Đây nè ơi. Gáy. Ờ, chỗ từ từ ức lên qua lưng. Có cua nấu cháo tiểu yêu rồi anh em ơi. Hôm nay thì cũng được mớ cua rồi ha. À, tối nay ta có món cháo tiểu yêu rồi đó. Quá tuyệt vời nha. Đây anh em, mình mới thả một em chim đen. Mình cua ôm bi cái mình ra mình thả cho con chim đen. Quá phê. Quá phê, quá phê. Né riết rồi trốn riết, trốn riết. Cũng bị hạ. Đèn cũng chơi luôn. Rồi tiếp tục let's go nha anh em. Con. Đừng làm thế đây. Quất đi, quất đi từ nãy giờ anh bắn quá chừng quá đất rồi. Vô lô ạ, vô lô ạ. Vô lô ạ. Hả? Ờ, vô lô ạ. Trời.
bóc tiêu anh em ơi. Sợ con nó bóng xuyên ức luôn anh em. Giờ nó còn cổng pin nó bay được. Ôi quý quá. Em lần sau nha. Lần sau mà gặp thằng anh là chết. Rồi tiếp tục let's go. Anh em thấy không? Tưởng nó mới sau cái một lúc 7 lần 7 49 lần mình cũng theo được cái con mình bịp ra 7 7 49 lần. Hôm nay là ngày của hưởng sắc luôn động. Anh em thấy không? Đừng chào bá luôn em. Chà. Quyên một ngày rớt đi vô luôn rớt. Đang kêu sáng giờ không gặp bìm bịp nào vô tới đây. Vô gặp luôn. Đây đây thì bắn hụt con sóc. Ra đây gặp bắn bịp, bắn hụt bằng bịp. Bắn con thứ hai vừa mới bắn cái đứt dây. Đâu rồi anh em ơi. Số mình hôm nay đen quá. Rồi tiếp tục get go anh em. Ồ 260 gram. Một em cu nha em. Đấy, rước thẳng ra con à. Em kia thì thấy em này rước em kia bay mất tiêu nè. Ờ cái này nè. Rớt cổ quay nè, không có đâu. Không có sao mà không mơ không không. Không. Bởi vậy, rớt phát thẳng đứng luôn rồi. Mình thấy mập lâu. Ồ con cu. Đây nha anh em. Mới đó đang rớt thẳng đứng luôn mà. Wow. Thêm em nữa. Đó. Chứ chuẩn rớt vô. Con cu gì? Chà bá. Rồi hello anh em, bây giờ mình về tới nhà. Giờ mình quay cái thành quả của mình. Buổi sáng hôm nay nha. Còn mình được hai con còn sống này. Sống mà nuôi nổi không? Không, nuôi gì? Làm thịt chứ. Con này nó bay chắc rồi. Con này nó bay xịt đầu rồi. Hai em còn sống. Đây nha. Ôi, sao nhiều bị con sống. Bị con sống rồi. Kỳ á. Hưởng nó bắn cái gì mà còn sống mà. Trời, con chim đen nè. Ồ, quá đại. Nhiều chứ. Nè anh em ơi. Bìm bịp nè. Hai em cu. Một em sóc. Một mớ chim mà. Ui. Quang còn sống. Đó. Cũng là khá là thành quả hôm nay cũng khá là nhiều nha anh em. Chứ không bắt đầu. Cười quá. À. Ê, toàn tiếng đi. Đang chuẩn bị quay thành quả đó anh em. Rồi video tới đây là kết thúc rồi. Anh em thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để mình có động lực làm thật nhiều video khác cho anh em xem. Ồ, bẹp. Em bẹp già nè.